Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng thì hôn nhân là một cái việc hệ trọng của cả đời người. Tìm được một cái người thích hợp, hiểu ý và chung thủy bên cạnh ấy là một điều mà kiểu ai ai cũng mong muốn luôn. Tuy nhiên các bạn ạ, đối với mỗi người thì cái việc lựa chọn cho mình một nửa còn lại thì đều có những tiêu chuẩn riêng và rất là khác nhau. Nhưng với 10 cặp vợ chồng sau đây ý, thì tiêu chuẩn của họ rất chia đặc biệt. Mà nếu xem xong thì chắc chắn bạn cũng chả hiểu tại sao lại như vậy luôn. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình khám phá xem đó là những ai nhé. 10 cặp vợ chồng kỳ lạ nhất. Cặp đôi lệch tuổi nhiều nhất. Chắc các bạn đã nghe về những đám cưới đũa lệch. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghe đến đám cưới mà cô dâu chú rể hơn nhau đến gần 100 tuổi chưa nhở? Chuyện thật như đùa này đã xảy ra ở Somalia đấy các bạn ạ. Cụ thể là đám cưới của cụ ông Ahmed Mohamed Dora và cô gái Shafia Adure đã được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2014 tại thành phố Wurzil thuộc miền trung của Somalia. Trong đám cưới này thì chú rể đã 112 tuổi, còn cô dâu chỉ có 17 tuổi thôi. Và đương nhiên đây không phải là cuộc hôn nhân đầu của ông cụ này, và trước đó ông cụ đã có đến 5 người vợ và 18 đứa con. Nếu mà xét về tuổi tác thì ông này đã ngang ngửa với tuổi của cụ cố Shafia. Thậm chí cụ ông còn từng đoạt kỷ lục là một trong những người già nhất hành tinh, sống vắt qua 3 thế kỷ. Và đương nhiên thì ông này lại cho rằng điều đó chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng. Họ đang rất hạnh phúc và thậm chí còn có dự định sinh thêm vài đứa con. Thế này có khi con của vợ cả còn đáng tuổi ba của cô dâu cũng nên đấy chứ. Và đây cũng không phải trường hợp duy nhất đâu. Cặp đôi tiếp theo đây sẽ khiến cho bạn còn phải té ngửa hơn nữa đấy. Cô dâu đáng tuổi bà chú rể. Nếu như ở bên trên thì chú rể ngang hàng với cả cụ của cô dâu, thì đây, cuộc hôn nhân này cũng chả kém cạnh là mấy. Cô dâu đáng tuổi bà của chú rể. Đây là câu chuyện của cặp vợ chồng Kyle Jones và Marjorie McCool sống tại Mỹ. Bất chấp cái sự chênh lệch về tuổi tác, anh chàng 31 tuổi này đã đem lòng yêu cụ bà 91 tuổi. So với tuổi của cụ thì anh này kém bạn gái tới 60 tuổi và chỉ đáng là bậc cháu thôi. Kyle cho biết thì anh luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ chín chắn và già dặn. Từ tuổi 65 trở lên, anh chưa một lần hẹn hò với người con gái nào bằng hay là kém tuổi mình. Chính vì vậy khi mà gặp bà Marjorie, dù biết người phụ nữ này còn hơn mình 60 tuổi, nhưng Kyle chả hề bận tâm tới điều đấy. Anh cảm thấy hòa hợp, hạnh phúc bên người bạn gái lớn tuổi của mình và khẳng định rằng đó là tình yêu đích thực, ngoại trừ mấy cái thằng nhìn ngược đầu tiên ra. Thậm chí thì cặp đôi chênh lệch này còn liên tục khoe ra những giây phút hạnh phúc bên nhau như bao cặp tình nhân khác. Nào, ở đây có bạn nam nào có gu tình yêu mặn mòi như thế này không nhở? Hãy nhanh tay điểm danh cái chữ tôi muốn xuống phía bên dưới nhá. Còn bây giờ sẽ là cặp vợ chồng kỳ quặc không kém đâu đấy. Sống chung với chồng và người tình dưới cùng một mái nhà. Chắc hẳn các bạn không còn lạ lẫm gì với cái sự tích táo quân một bà hai ông nữa rồi đúng không nào? Thế nhưng mà đấy là trong truyền thuyết thôi, chứ ngoài đời tớ cá là có nhiều ông chỉ nhìn crush cười với thằng khác thôi ấy, đã ghen kiểu nổ mắt ra rồi ấy. Ấy thế mà các bạn ạ, ở Anh lại có một trường hợp tồn tại truyền thuyết như thế này ngoài đời thật đấy. Đây là câu chuyện của người phụ nữ khác biệt có tên là Maria Butki. Mặc dù đã có một mái ấm hạnh phúc bên chồng và hai đứa con, nhưng chị Maria vẫn rất rảnh háng và phải lòng với người đàn ông khác có tên là Peter Woman, quản lý cấp trên của cô. Tuy nhiên cái điều lạ đời là mặc dù ngoại tình nhưng Maria vẫn nhớ chồng da diết và cô cũng không thể sống thiếu tình nhân của mình. Đúng là người phụ nữ một chân đạp hai thuyền trong truyền thuyết. Và cuối cùng thì cô có một nước đi không ai lường trước được, đó là cho Peter chuyển vào sống chung cùng với gia đình của mình. Và các bạn có biết gì không? Thật bất ngờ khi chồng cô lại chả phản đối quyết định này, thậm chí anh còn trở thành bạn tốt với tình nhân của vợ. Thật là lạ đời đúng không nào? Nhưng sự việc chưa hề dừng lại ở đó, một số người đồn đoán cho rằng cứ tưởng rằng là nữ chính ngôn tình, ai dè lại thành nữ phụ đa mỹ. Và tiếp theo sẽ là cuộc hôn nhân khá là thú vị đấy. Cặp vợ chồng thấp nhất thế giới. Nếu bạn vẫn đang tự ti vì trời sinh chân ngắn thì có lẽ bạn chưa biết đến cặp vợ chồng nhỏ bé đến từ Brazil này đâu. Một cặp vợ chồng khác biệt với chiều cao chỉ có 90cm. Mặc dù thực tế có nhiều người vẫn ác ý dành cho cặp vợ chồng anh Paulo và chị Katuxia cái nhìn chả mấy thiện cảm. Tuy nhiên không vì lẽ vậy mà cặp đôi Brazil này cảm thấy buồn rầu hay chán nản. Anh chị vẫn vượt qua những mặc cảm của bản thân và xã hội để có một cuộc sống hạnh phúc, và chính những gia đình khỏe mạnh khác cũng phải ghen tị. Theo anh Paulo chia sẻ thì suốt 8 năm chung sống, hai người chưa bao giờ thấy hết hạnh phúc cả. Họ luôn vượt qua ánh mắt kỳ thị của mọi người và sống cuộc đời đầy vui vẻ và tích cực. Đúng thật là tuyệt vời đúng không nào? Thế nên nếu bạn nào vẫn còn đang buồn rầu về ngoại hình của mình thì hãy dẹp ngay đi nhá. Chân ngắn thì chả có gì xấu hổ so với mấy kẻ não ngắn buông la ra lời dèm pha chê bai bạn đâu. Và chia tay cái cặp đôi siêu đáng yêu này thì sẽ là một cặp đôi siêu 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 lệch luôn đấy. Cặp đôi đũa siêu lệch. Bạn thân mến, giả sử có một anh chàng hoặc một cô nàng nào đó lùn đến cặp quần của bạn thôi, đến và cầu hôn với bạn thì liệu bạn có đồng ý không nhở? Hoặc là bạn nào sẽ nghĩ đến việc cưới một người vợ hoặc là một người chồng chuyển giới bao giờ hay chưa? Cũng là một ý kiến không tồi đâu nhở? Và trong khi các bạn vẫn còn đang phân vân thì thực ra trên thế giới đã có một trường hợp như vậy rồi đấy.
mình đang nhắc đến ở đây chính là cặp vợ chồng cao cạnh Anton Kraft và Gina Bell, người Florida ở Mỹ. Người chồng lùn 1m2 thôi, lấy một phụ nữ chuyển giới cao tới 1m92. Và đây là một cặp đôi hiếm hoi, hiện nay trên thế giới mới chỉ có một trường hợp được biết đến. Mặc dù sau khi cặp đôi này kết hôn đã nhận được quá nhiều lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh, tuy nhiên họ vẫn yêu nhau say đắm và hiện nay có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Các bạn có thấy không, tình yêu là không có ranh giới đâu, bất kể đấy là màu da, giới tính, tuổi tác hay chiều cao thì cũng đều không phải vấn đề. Như cặp đôi tiếp theo đây cũng là một chứng minh cho điều này đấy các bạn nhé. Cặp đôi siêu lệch về nhan sắc. Đây, như các bạn cũng có thể nhìn thấy, thật khó ai có thể tưởng tượng rằng một cô gái xinh đẹp như Mindy Nice lại có thể kết hôn với một chàng trai chỉ cao 85cm như Shane Stephenson. Và các bạn có biết gì không? Anh chàng này không chỉ có chiều cao khiêm tốn đâu mà còn bị mắc bệnh giòn xương thuộc dạng hiếm gặp. Từ lúc mới sinh cho đến khi 18 tuổi thì Shane đã bị gãy 200 cái xương từ khắp nơi trên cơ thể. Và cứ tưởng rằng những biến cố khủng khiếp như thế sẽ khiến cuộc sống của Shane thậm tệ. Thế nhưng không, anh đã gặp được Nice vào năm 2009 và cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Hai người may mắn được gặp gỡ và yêu nhau thông qua một người bạn thân. Lúc ấy có người cho rằng họ sẽ không thể nào mà sống hạnh phúc được và Shane không thể mang đến cho Mindy một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Tuy nhiên thì trên thực tế, cặp đôi này lại có cuộc sống vô cùng vui vẻ và ngọt ngào. Sau 3 năm quen biết, họ đã có một lễ cưới đầy ấm áp và cảm động vào tháng 9 năm 2012. Và đặc biệt, Nice còn hóm hỉnh tiết lộ, Shane là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên giường mà cô từng gặp. Đây các bạn thấy đấy, tình yêu chân chính nó phải thế chứ, mấy đứa yêu nhau được dăm 3 tháng lại bỏ thì đúng là chỉ gọi là tình yêu chân phụ thôi. Còn nếu bạn mà đã quá chán với việc kết hôn với người ấy, thì sau đây xin mời đến với cặp vợ chồng tiếp theo nhé. Cặp đôi vợ người chồng chó. Vẫn là câu nói ấy, mày có chó mới lấy con ạ. Thì ở Anh ấy, một cô gái đã thực hiện hóa câu nói ấy bằng cách cưới một con chó làm chồng. Và đó chính là Amanda Roger. Amanda Roger, 47 tuổi, đã quyết định tái hôn với chú chó trung thành của mình sau khi ly hôn với người chồng cũ. Lễ cưới của cô và chú chó Sheba đã diễn ra tại Croatia vào cuối tháng 8 năm 2012 trước cái sự chứng kiến của 200 khách mời. Khi được hỏi tại sao cô lại kết hôn với một chú chó thay vì một người đàn ông, thì cô đã trả lời là Sheba tồn tại trong cuộc sống của tôi trong nhiều năm rồi, làm cho tôi cười và an ủi tôi nhiều nhất khi tôi cảm thấy buồn phiền. Vì vậy, tôi không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài việc cưới Sheba làm một người bạn đời. Và đáng nói hơn, Amanda từng mơ về một đám cưới hoàn hảo, vì vậy cô đã tự may cho mình một chiếc váy cưới đặc biệt để diện trong ngày lễ trọng đại với chú cún cưng. Và tưởng tượng là cái trường hợp của Amanda đã đặc biệt lắm rồi, thế nhưng trường hợp tiếp theo đây còn khó đỡ hơn nữa các bạn nhé. Cưới tháp Eiffel làm chồng. Nhắc tới tháp Eiffel, biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố tình yêu Paris, hầu hết mọi người đều không còn xa lạ gì. Tuy nhiên bạn có biết không, một vật tưởng như vô tri vô giác ấy ngoài đời lại có hẳn một người vợ. Cụ thể, tòa tháp cao 300m này chính là chồng trên danh nghĩa của người phụ nữ tên là Erica Laber, một cung thủ chuyên nghiệp người Mỹ. Năm 2007, cô tuyên bố kết hôn với tòa tháp nổi tiếng này sau 3 năm quen biết. Erica lần đầu gặp chồng vào năm 2004 và ngay lập tức phải lòng với anh chàng bằng sắt với những đường cong quyến rũ này. Cô thậm chí còn đổi tên mình là Erica Eiffel để cùng họ với chồng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Đặc biệt là cho đến tận bây giờ, Erica Eiffel vẫn hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Cô đã thành lập một trang mạng cộng đồng dành riêng cho những người muốn kết hôn với các đối tượng vô tri vô giác. Đôi vợ chồng ma cà rồng ngoài đời thực. Không dài dòng nhiều thì với cặp vợ chồng này mình xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Benninghoff và Draven đã nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 2 năm 2013 sau một khoảng thời gian tìm hiểu nhau thông qua một trang web môi giới hôn nhân. Cặp đôi phải lòng nhau là do có cùng một lối sống kiểu gothic cổ điển và cũng yêu bóng tối. Cái điều gây sốc ở mối quan hệ này chính là việc vợ chồng đều uống máu nhau mỗi lần một tuần và không có cảm giác sợ hãi hay là ngán ngẩm. Họ thậm chí đã tổ chức hôn lễ theo phong cách ma quái vào đúng ngày Halloween. Thật là đáng sợ đúng không nào? Yêu và cưới chính mình. Gần đây thì tớ hay thấy các bạn trẻ hay có cái slogan ấy kiểu Love Yourself, ý nghĩa đại loại là yêu bản thân. Thế nhưng các bạn có biết là trên thế giới lại có người thực hiện cái điều này theo đúng nghĩa đen của câu nó và thậm chí là còn cưới luôn cả bản thân mình hay không? Nhưng vào năm 2007, anh chàng Lu Yi của Trung Quốc đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới với chính mình thay vì kết hôn với một cô gái như thường lệ. Lu Yi đặt một tấm hình lớn có hình chính mình có trang phục dài, màu đỏ đậm truyền thống của đất nước này. Anh đã thừa nhận có rất nhiều lý do để kết hôn với chính bản thân mình, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc kết hôn với chính mình sẽ chả thể dẫn đến sự chia ly về sau trong mối quan hệ này. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục Bạn hỏi Khám phá đây trả lời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời bình luận trong video 7 đám cưới kỳ lạ và khó tin nhất giữa con người và động vật từng diễn ra trên thế giới. Bình luận của bạn Nhung Trần: nhà mất mạng vẫn phải chạy đi mua thẻ nạp điện thoại để bật 3G để xem, video hay quá mà.
Cảm ơn em nhiều nha, bởi vì cái sự nhiệt tình này của em nên chị quyết định bế em lên TV luôn. Bình luận của bạn Dân One Shot TV à? Đúng là điên rồ quá chị ạ. Đúng là lạ thật, bởi vì trước khi làm cái video đấy thì mình không nghĩ là trên đời này lại có người kết hôn với cả động vật luôn ấy. Không hiểu kiểu gì. Bình luận của bạn Ngô Thắm, đúng là chuyện lạ ha chị. Trời ơi, mai mốt có khi nào có người kết hôn với cái bồn cầu, kết hôn với cái giường, kết hôn với cái chiếu, kết hôn với cái chổi, kết hôn với quét rác không nữa. Bình luận của bạn Phong Hậu, em có chết cũng không lấy con bò. Đúng rồi, ai mà lại đi lấy bò làm vợ làm chồng không biết nữa. Người ta chỉ lấy bò làm thịt thôi ấy. Bình luận của Hưng Mai, trên đời này có nhiều thứ không hiểu nổi luôn. Đúng là kỳ lạ thật, ở trong đấy thì cũng có một số người là kiểu cưới theo kiểu tự nguyện ấy, nhưng có một số người là kiểu bị bắt buộc phải cưới. Tại cái tội làm bậy với bò nhà người ta đến, đúng là kiểu chó không tha, bò không thương, nên là cuối cùng cái kết đã bị bắt buộc phải kết hôn với con bò luôn.